con chúng ta cần phải xử lý cái việc này là hạn chế bón NPK 3 số vùng quanh nha. Nhiều bà con cứ đòi bón NPK 3 số quanh cũng không có tiện. Và quanh nói là không nên hoài thì cũng không được. Bà con cứ bón, nhưng bà con cố gắng là... Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Quanh sáng lập kênh siêu thị cây giống Willow Farm. Ngày hôm nay Quanh cùng với các cộng sự của mình muốn chia sẻ với bà con chúng ta về những cái bệnh đang thường gặp ở cây mít trong cái giai đoạn trưởng thành. Thì cây mít nó cũng có những một vài cái loại bệnh, và đặc biệt vào mùa mưa này thì mít nó hay dễ bị trở bệnh lắm nha bà con nha. Nên là bà con chúng ta, Quanh muốn chia sẻ với bà con chúng ta về chủ đề này. Bà con thấy ngày hôm qua 3-4 ngày liên tục đang mưa, và hiện tại bây giờ trời đang nắng rất là chang chang, nhiệt độ đang rất là cao, hơi nóng đang hừng hực luôn. Thì cây của chúng ta rất là dễ bị gọi là sốc nhiệt. Và biểu hiện của sốc nhiệt là gì? Biểu hiện của sốc nhiệt là cây nó có rất là dễ dẫn tới tiền trường hợp và bị vàng lá. Và cây này bà con thấy đang có dấu hiệu bị đổ lá đỏ nè. Đổ lá đỏ nó sẽ làm mất đi diệp lục tố và lá bắt đầu không có khả năng quang hợp, và từ từ nó sẽ rụng dần. Và thường là bắt đầu từ những cái lá đầu đoạn cành hoặc là đầu cành, từ từ nó sẽ rụng dần làm cho cây mất đi khả năng quang hợp luôn. Và như Quanh cũng thường chia sẻ bà con chúng ta là vào mùa mưa thì cây mít nó rất là dễ bị tét nhánh, gãy cành do cái nguyên tố vì bo và canxi nó dễ bị rửa trôi. Và cây mít này hồi nãy thì khi mà Quanh kiểm tra trong cái vườn này thì nó đã bị gãy cành rồi, gãy đọt rồi nha bà con. Tức là gió nhiều quá nó dẫn đến trường hợp là cây nó bị gãy đọt, tét nhánh luôn, do là không có nguyên tố canxi và bo dẫn tới là cây rất là giòn, không có độ dẻo dai cần thiết. Nên bà con chúng ta cần phải lưu ý trong mùa mưa bão này cần phải cố định lại. Đối với những cây mới trồng thì chúng ta cần phải cố định lại cái phần gốc và phần ngọn để mà hỗ trợ cho bạn ấy trong cái mùa mưa, và đồng thời là để mà tăng cường cho bạn ấy chống chọi lại cái thời tiết khắc nghiệt nắng mưa như thế này. Thì chúng ta cần phải tăng cường sức khỏe, sức đề kháng cho bạn ấy, giống như Covid gì đó. Covid tới thì chúng ta ngoài việc mà chờ chính phủ chúng ta tiêm vaccine cho bản thân của mình, thì bà con chúng ta có thể chủ động là thay đổi cái thói quen của mình, như hạn như không hút thuốc, không bia rượu, tăng cường sức đề kháng bằng cách tập thể dục, ăn uống khoa học hơn, ngủ nghỉ điều độ hơn, để chúng ta nói chung là tăng cường sức đề kháng của bản thân. Như vậy thì thường cây mít vào mùa mưa chúng ta sẽ hay thấy là bị ngủ ngày, sáng nắng chiều mưa, bị đổ lá, bị sốc nhiệt, bị thối rễ. Tại vì mưa nước nếu bà con chúng ta không quản lý kỹ như đây, bà con thấy nè, có phát cỏ làm cỏ rất tốt nha bà con. Nhưng mà con thấy cái vườn này, bà con thấy là toàn bộ ở trong là gốc cây rất là sùm, rất là nhiều cái lá cây, rồi cỏ đồ không có quản lý tốt. Thì bà con biết là trong mùa mưa này chúng ta đặc biệt là chúng ta cần phải là quản lý cỏ thật là tốt. Chúng ngay cái gốc đo ra là tầm khoảng một gang tay là bà con chúng ta sao ạ? Phải dọn cho nó sạch sẽ và trống trải cái khu vực này giúp xung quanh nhé. Đó, dọn này để nó trống như thế này. Để làm gì ạ? Để thứ nhất là chúng ta kiểm tra coi mưa bão như thế này thì cây của chúng ta nó đủ nước hay không. Cái thứ hai là chúng ta giúp ngăn ngừa sự phát triển của những con vi khuẩn có hại. Và con mùa này chúng ta phát cỏ xong rồi chúng ta không nên nha. Chúng ta phát cỏ cái mùa mưa này, chúng ta phát xong thì chúng ta không nên để cỏ tèm lem như thế này, mà chúng ta nên gom lại nha. Chúng ta nên gom lại để chúng ta ủ ở trong một cái khu nào đó. Còn mùa nắng thì bà con có thể để như thế này được. Mùa nắng thì bà con phát xong thì bà con cứ để thoải mái để mà chống cho cái đất nó bốc hơi. Nhưng mà mùa mưa thì chúng ta nên gom lại để sao ạ? Để mà giúp cho chúng ta phân hủy cái đó thành, phân hủy những cái cỏ đã chết thành phân xanh và ngăn ngừa cái việc mà giữ độ ẩm quá cao trên mặt đất. Khi chúng ta phát như vậy thì cái gốc cỏ nó vẫn còn đó bà con, thì nó vẫn giữ được cho bà con chúng ta tránh trường hợp bị xói mòn. Nên bà con chúng ta cứ yên tâm về điều này nha. Rồi thì đối với cây trong cái thời điểm này, bản thân Quanh ở ngoài đường bây giờ nãy giờ còn bị sốc nhiệt, huống chi là cái cây đúng không ạ? Thì nên là bà con chúng ta cần phải tăng cường sức đề kháng cho cây giai đoạn này. Và đối với cái cây mít này thì hôm nay Quanh cũng chia sẻ luôn, thì nhìn cái lá này thì đây là dấu hiệu chuẩn bị của dư đạm nhé. Đây, những cái lá như thế này là chuẩn bị của dư đạm. Lá nó sẽ hơi nhỏ, xanh rất đậm và như thế nào ạ? Và lá nó hơi nhăn nhăn. Bà con thấy nè, nó nhăn như thế này là dấu hiệu của chớm dư đạm rồi. Nên bà con chúng ta cần phải xử lý cái việc này là hạn chế bón NPK 3 số vùng quanh nha. Nhiều bà con cứ đòi bón NPK 3 số quanh cũng không có tiện. Và quanh nói là không nên hoài thì cũng không được. Bà con cứ bón, nhưng bà con cố gắng là trong cái khung mà cây chúng ta có thể cho phép là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là bà con chúng ta lưu ý, nếu bà con muốn đi theo kiểu trái cây sạch thì bà con chúng ta không thể bón NPK hoài được nha.
Rồi, Quang sẽ tiếp tới chia sẻ với bà con cụ thể là để tăng cường sức đề kháng cho cây mít trong giai đoạn này thì chúng ta cần phải làm gì. Như nhiều video khác Quang đã chia sẻ chung là khi mà cây của chúng ta trong giai đoạn này rất là dễ bị các cái vấn đề bị nấm bệnh. Nên bà con thấy nếu trường hợp mà chúng ta thấy cái cây của chúng ta có dấu hiệu bị nấm bệnh vì cổ rễ nó bắt đầu có những cái dấu hiệu như là da bị tróc đồ này kia, là nó dẫn tới thối cổ rễ, là thối rễ bên dưới rồi đó, thì chúng ta phải ưu tiên xử lý cái bệnh trước bằng cách là chúng ta sử dụng chai siêu giáp này để chúng ta pha loãng ra và chúng ta tưới vô trong gốc. Và đối với những cái cổ rễ mà đang bị bệnh thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm khô, làm ráo cái phần cổ rễ đó, chúng ta cạo ra và chúng ta lấy thuốc bệnh chúng ta quét lên chỗ đó để mà nó khô, rồi nó tiêu diệt, nó cô động lại cái vết bệnh đó, nó không có lây ra nữa, nếu không nó lỡ nó lép tày quầy tùm lum rất là nguy hiểm nhé. Rồi đồng thời chúng ta tưới xung quanh gốc và chúng ta phun ở trên lá luôn, tại vì nấm bệnh nó, những con nấm khuẩn nó sẽ lan tỏa xung quanh cái cây của chúng ta, nên khi chúng ta phun chúng ta phải đứng cách xa 2 mét, chúng ta phun, chúng ta tiến vào, chúng ta phun bên ngoài xong chúng ta phun ở bên trong, là phun cả thân cả đoạn luôn, chứ không có phải là phun ở bên ngoài không, nhiều khi ở bên trong chúng ta chưa có sợ tới được. Bà con chúng ta lưu ý giùm em cái phần này nha. Sau khi phun siêu giáp tầm khoảng 3 ngày thì chúng ta sẽ bắt đầu tưới cái dinh dưỡng cho cây bằng cách là chúng ta sẽ trong thời điểm này chúng ta ưu tiên giúp dùng quanh, đi dùng quanh 2 lần siêu phục hồi, đi hàm quanh 2 lần bộ siêu phục hồi gồm 2 bịch Trico Humic, 2 bột Humic Hoa Kỳ và 1 canh siêu phục hồi pha với 2.000 tới 2.500 lít nước. Điều này có ý nghĩa gì ạ? Trong này sẽ toàn bộ là dinh dưỡng và hỗ trợ cấp cứu cho bộ rễ để tránh trường hợp rễ nó bị ôi nước, ứ nước, khó chịu, tức rễ đồ này kia đó. Cái thứ hai, tăng cường sức đề kháng cho rễ. Cái thứ ba, tăng cường vitamin, dinh dưỡng, khoáng chất, acid humic, acid fulvic để giúp cho cây chủ yếu là tăng cường sức đề kháng và phục hồi lại khả năng sinh trưởng và phát triển của cây. Điều này rất quan trọng đối với vườn cây của chúng ta. Bà con nhớ dùng quanh y chang như con người, sau khi chúng ta đang bị bệnh, chúng ta cần phải chữa bệnh. Làm gì ngã hoài con. Dùng phải chữa bệnh liền và sau đó là chúng ta cần phải phục hồi bằng cách cung cấp đúng những cái dinh dưỡng mà cây của chúng ta cần. Và con lưu ý dùng quanh nha, cung cấp đúng chứ không phải là bây giờ đem đè đầu nó bón phân rồi tưới nước rồi NPK đồ vô là hiệu quả đâu nha. Quanh nói dùng nhắc lại một xíu nữa cho quý bà con là chúng ta không lạm dụng, chúng ta dùng đúng, đủ và đều là cây sẽ phát triển, giống như ngày ăn cơm 3 bữa, nếu mà bỏ một bữa thì dễ bị đau bao tử á. Nó tương tự như vậy, cây trồng của chúng ta tương tự như vậy nha bà con. Còn cây trồng chúng ta may mắn là cũng có đất mẹ đã có giàu dinh dưỡng, đã có khoáng chất, đã có phì nhiêu, chúng ta chỉ cần hỗ trợ thêm và khơi gợi thêm những cái nguồn dinh dưỡng cho cây là cây sẽ bắt đầu hấp thu được rất là tốt. Và con thấy hôm qua sáng nay vừa còn rất là mưa tầm tã, tự nhiên bây giờ trời nắng lên như vậy, hỏi coi người còn chịu không nổi, huống chi là cây trồng của chúng ta, đúng không ạ? Là phần gốc thì chúng ta đi dùng quanh 2 lần, mỗi lần cách nhau từ 10 ngày nhé. Còn ở phía trên thì bà con chúng ta phun dùng quanh siêu vọt đọt nha, xung vùng quanh siêu vọt đọt. Đối với cây mít thì có một cái dạng dinh dưỡng riêng của bạn ấy là kéo đọt mít, là đúng theo cái chu trình phát triển của tế bào cây mít, thì bà con chúng ta sẽ sử dụng kéo đọt mít để phun lên trên lá, sẽ giúp cho cái lá chúng ta xanh hơn, dày hơn, nở to hơn. Bà con hay nói với quanh là lá mít của vườn anh sao không to bằng vườn em. Dạ, lá mít vườn em xài dinh dưỡng hữu cơ từ hồi nhỏ nên bạn ấy sẽ to. Và khi mà lá mít to thì bà con thấy là cái khả năng quang hợp của cái cây mít nó sẽ tốt hơn, khả năng tổng hợp glucose, khả năng tạo ra năng lượng tốt hơn, nên bà con thấy những cây với mít mà lá to nó sẽ sinh trưởng phát triển nhanh hơn, sung hơn, mạnh hơn, khỏe hơn so với những cây mít lá nhỏ. Nên bà con thấy chúng ta phun cái bạn thần dược, phun cái bạn kéo đọt mít lên sẽ giúp cho lá to hơn, xanh hơn, dày hơn và nhanh đi cơ đọt mới hơn. Đó những cái lá mới này nó chuẩn bị kim nè. Đây, nên bà con chúng ta thấy chúng ta cần phải lưu ý những cái đọt này nó quá ốm nè. Khi chúng ta phun cái bạn kéo đọt mít nó sẽ giúp cho cái đọt này của chúng ta gọi là mập hơn, khỏe hơn, dày hơn nhé. Nơi mà con chúng ta cần phải giúp dùng quanh lưu ý việc này. Rồi một cái nữa mà quanh hồi nãy quanh hay nói bị tét nhánh, gãy nhánh, giòn, không có dẻo dai, không có cứng cáp, thì trong mùa mưa này đối với những cây trăng trong chu trình phát triển bà con vẫn phải sử dụng siêu canxi bo dùng quanh để tăng cường cái độ dẻo dai và cứng cáp của cây trồng, tránh trường hợp bị gãy nhánh, đứt nhánh, gãy nhánh, tét nhánh, dùng từ tét luôn đi cho bà con vậy nha. Dễ in sâu vào trong não mình đúng không, chứ không phải là siêu canxi bo bà con chỉ dùng cho giai đoạn thụ phấn thôi nha.
Giai đoạn thụ phấn thì chúng ta sử dụng siêu canh bo là đúng rồi, để tăng cường thụ phấn, tăng cường cái mầm hoa, nhưng tăng cường sự dẻo dai của cái cuống. Nhưng mà đối với cái cây của chúng ta trong giai đoạn này thì chúng ta vẫn phải dùng để tránh trường hợp nó tét một cái nhánh cái, nó gãy một cái nhánh cái là coi như là mất toi biết bao nhiêu tiền rồi. Một cái nhánh cái nó mang cho chúng ta biết bao nhiêu trái, đúng không ạ? Từ năm này, từ mùa này qua mùa kia, từ năm này qua năm kia. Nên bà con chúng ta cần phải lưu ý giùm em, phải bảo vệ cây trồng của chúng ta từng ly từng tí một, giống như chúng ta bảo vệ bản thân con của chúng, bản thân chúng ta và bản thân con của chúng ta vậy. Chúng ta lưu ý giùm em nhé. Rồi vâng ạ, ngày hôm nay thì Quanh muốn chia sẻ với bà con chúng ta những cái bệnh liên quan tới cây mít. Mít thì bà con thấy dạo gần đây thì mít nó lên giá trở lại. Quanh cũng chia sẻ nhiều lần, tâm sự tâm tình luôn á, dùng từ tâm tình luôn á, là cây mít á vào mùng 5 tháng 5, giai đoạn tháng 5 âm lịch, nó giá rất là rẻ và năm nay gặp tác động kép. Nên nhiều bà con hôm trước á, là điện thoại lên bây giờ hỏi làm sao vì mít thái vậy gần sao con. Thì Quanh khuyên là cứ giữ lại và làm trái vào cái đợt này để chúng ta có trái bán vào tháng 7 âm lịch, tháng 8 âm lịch, tháng 9, tháng 10, tháng 11, 12 âm lịch, lúc nào giá nó cũng tầm khoảng 30.000. Và lái mít người ta lấy trái nó dễ hơn. Đặc biệt là bà con khi mà làm cái trái mít, bà con sử dụng cái bộ xô nuôi trái mít mà siêu thị cây giống đang sử dụng cho nhiều vườn á, là lúc nào trái cũng đẹp, trái cũng mỹ mãn, mỹ miều, nhìn vô thấy cưng lắm. Và lái lúc nào họ cũng chấp nhận, họ mua với giá cao hơn, tại vì họ biết họ ra vựa họ sẽ bán được giá cao hơn. Và cơm nó vàng óng ả, nó dày lắm nha bà con. Nên bà con chúng ta lưu ý để xem lại những cái video mà Quanh chia sẻ khi mà Quanh làm những cái bộ sản phẩm về chăm sóc cho trái mít á, và là gọi là chăm sóc bà bầu lúc mang thai á, với cây mít á, để bà con chúng ta thấy rõ hơn là bây giờ mỗi một cái nhánh mít nó rất là quan trọng để nó mang trái cho chúng ta. Một trái như vậy bán mấy trăm ngàn mà bà con bể nó bị tét như vậy là rất là nguy hiểm nha. Siêu canxi bo trong mùa mưa thì chúng ta sử dụng dùng Quanh là 15 ngàn một lần, rất là tiết kiệm nha, phun đều dùng Quanh là được. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều trong cái chuyên mục chia sẻ về kỹ thuật cây trồng và chia sẻ về những cây giống có giá trị kinh tế cao. Quanh rất là mong là nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ quý bà con của chúng ta hơn, cũng như nhận được nhiều sự động viên từ quý bà con. Điều này sẽ giúp cho đội ngũ của Quanh cùng với siêu thị cây giống Willow Farm sẽ ngày càng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và có nhiều nguồn năng lượng hơn để chia sẻ với bà con chúng ta. Trong khi thực hiện video này thì là bạn Dơn đang ngồi ngoài nắng, còn Quanh thì còn hơi mát mát tí. Tất cả mọi người thì đang hướng về nông nghiệp. Quanh cũng rất là mong là bà con chúng ta sẽ tạo ra một nhiều loại trái cây sạch và an toàn để giúp cho trái cây của Việt Nam chúng ta được định vị lại trên trường thế giới, an toàn và sạch, ngon nữa. Việt Nam chúng ta có rất nhiều trái cây ngon mà trên thế giới không có đâu bà con nhé. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những video khác. Kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Hãy gọi cho siêu thị cây giống Willow Farm khi bà con cảm thấy bí bách việc gì đó nha. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại.